Hey, xin chào các bạn, mình đang có hai chiếc máy Samsung Galaxy A13 với mức giá từ 4.690.000 đồng và Samsung Galaxy A23 với mức giá từ 5.690.000 đồng vừa được Samsung chính thức công bố giá vào sáng ngày hôm nay. Và hai chiếc máy này có những gì đặc biệt và nó khác nhau những gì? Mời các bạn cùng mình đi hết video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ những cảm nhận nhanh của mình về Galaxy A13 và Galaxy A23 nhé. Cả Galaxy A13 và Galaxy A23, thiết kế của nó năm nay rất là bóng bẩy. Nếu như mà chiếc Galaxy A23 nó sẽ hơi hướng của dòng Galaxy A53, A73 hay là A33 thì Galaxy A13 sẽ đi theo một cái hướng khác. Đây, mình sẽ trên tay A13 trước cho các bạn xem nhé. Đầu tiên á, mặt lưng của Galaxy A13 thì nó vẫn theo kiểu thiết kế bằng nhựa thôi. Nhưng mà ở đây Samsung sẽ làm bóng hoàn toàn ở phần mặt lưng này. Và ở đây mình có phiên bản màu xanh này. Ngoài ra A13 còn có thêm một cái phiên bản là màu cam dưới này, và Samsung gọi nó là cam nhiệt huyết. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một màu đen nữa. Thì Galaxy A13 có lẽ là cái chiếc điện thoại khác nhất của cái dòng A đợt này. Khi mà cái Galaxy A13 khá là trend khi mà nó theo cái kiểu thiết kế của dòng S22 Ultra. Đây, cụm 3 camera của Galaxy A13. Nếu mà như hồi trước là Galaxy A32 nó cũng sẽ có cái kiểu này. Đó chính là toàn bộ tất cả các camera đều được đặt phẳng ở cái phần mặt lưng này hết. Đây, các bạn thấy hai cái này khá là tương đồng đúng không? Còn với Galaxy A23 nó sẽ hơi có một cái cụm camera lồi lên giống như dòng A53 hay A73 nữa. Và ở phía sau này, Galaxy A13 sẽ có cụm 3 camera. Một camera chính với độ phân giải là 50MP. Một camera góc siêu rộng với độ phân giải là 5MP. Và ở đây chúng ta có hai cái camera nhỏ 2MP. Và có một cái cam là đo chiều sâu. Một cái sẽ là camera macro. Và ở đây có một cái đèn plus. Macro theo mình thì chỉ là để cho có thêm thông số thôi. Và quay trở lại mặt trước, thì lần này Samsung Galaxy A13 nó có một cái ưu điểm hơn người tiền nhiệm của nó, đó chính là cái màn hình của nó đã nâng lên độ phân giải là Full HD. Thì các bạn sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.6 inch, là độ phân giải là Full HD Plus. Màn hình ở đây là màn hình Infinity V. Và màn hình này sẽ sử dụng tấm nền là TFT. Đối với mình, với một cái trải nghiệm trong mức giá khoảng 4 triệu thì các dòng Galaxy A của Samsung, tiêu biểu là chiếc Galaxy A13 này, sẽ không phải là đáp ứng một cái nhu cầu sử dụng cái màn hình với độ chính xác màu quá cao. Xét về độ chi tiết, màn hình này cho độ chi tiết rất tốt khi mình sử dụng để xem hình ảnh, lướt xem YouTube hay là mình có thể xem phim ở trên này với độ chi tiết rất tốt. Và về độ rực rỡ thì màn TFT nó chỉ ở mức vừa phải thôi. Nhưng mà với cái nhu cầu sử dụng này, mình thấy chiếc máy này sẽ phù hợp chẳng hạn như đối tượng người dùng sẽ là ba mẹ mình này. Ba mẹ mình sẽ rất phù hợp để sử dụng cái này, bởi vì màn hình của nó là kích thước 6.6 inch, nên là khi mà sử dụng thì mình có thể điều chỉnh cái phông chữ lớn lên, nó phù hợp với cái nhu cầu của người lớn khi sử dụng máy cần một cái phông chữ to chẳng hạn. Và với độ phân giải Full HD thì mình thấy đã có một cái sự cải thiện ở đây về trải nghiệm. Và một cái điểm mà cái màn TFT này nó mang lại một cái ưu điểm, đó chính là nó cực kỳ sử dụng ít năng lượng. Nên là với một cái viên pin 5000mAh ở trên chiếc Galaxy A13 này thì mọi người sẽ sử dụng pin rất trâu. Ví dụ như chiếc Galaxy A12 trước đó thì mình đã sử dụng khoảng hơn 2 ngày mình cũng mới phải sạc lại rồi. Nên là mình thấy là chiếc máy này sẽ đáp ứng một cái nhu cầu sử dụng pin trâu nữa. Ở phía trước này chúng ta có một cái camera selfie với độ phân giải là 8MP. Về cấu hình, chiếc máy này sẽ sử dụng con chip Exynos 850. Phiên bản mình đang cầm là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, sẽ có mức giá là 4.690.000 đồng. Và các bạn sẽ có thêm một cái phiên bản tùy chọn RAM 6GB nữa, vẫn là bộ nhớ 128GB, và cái mức giá nó sẽ cao hơn khoảng 500.000 so với cái phiên bản RAM 4GB này. Và với cái cảm giác cầm của chiếc máy này thì mình cầm khi mà cầm khá là đậm tay, bởi vì cơ bản là viên pin 5000 cho cái một cái trọng lượng vừa phải. Và một cái điểm đặc biệt là bởi vì nó bo cong hết toàn bộ này, và cái phần sau này nó dính hết toàn bộ lên phía trước, nên là khi mà mình cầm cảm giác chiếc máy này rất ôm tay và không hề bị cấn. Về khay SIM thì chiếc máy này sẽ sử dụng một cái khay bao gồm là hai SIM và một thẻ nhớ riêng biệt. Có nghĩa là mọi người có thể sử dụng cùng lúc cả hai SIM và thẻ nhớ, và thẻ nhớ sẽ hỗ trợ mở rộng lên tới 1TB. Viên pin của Galaxy A13 sẽ có dung lượng là 5000mAh, và chiếc máy này sẽ hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Với cái mức sạc này thì mọi người sẽ sạc cái viên pin này đầy trong khoảng là 1 giờ 45 phút tầm đấy. Cũng không quá nhanh, nhưng mà tầm đấy thì mình cũng không có quá là đòi hỏi thêm nhiều ở cái chiếc Galaxy A13 này nữa. Một điểm cộng đó chính là chiếc Galaxy A13 này được sử dụng One UI 4.1
và chạy trên nền tảng của Android 12. Có nghĩa là với cái này thì các bạn sẽ được custom nhiều hơn. Chẳng hạn như mọi người vẫn có thể chọn được những cái bảng màu. Khi mà mọi người chọn hình nền xong thì chúng ta có thể tùy chọn được cái bảng màu phù hợp với cái nhu cầu, với cái sở thích của mọi người. Và nó cũng kiểu như các bạn kiểu thích đổi đa dạng hơn những cái bảng màu thì các bạn có thể đổi ngay lập tức trên chiếc Galaxy A13 này. Cũng như là tương tự, tất cả các dòng A vừa ra mắt của Samsung đều được hỗ trợ cái này cả. Và tạm rời xa chiếc Galaxy A13 thì chúng ta qua chiếc Galaxy A23. Thì với Galaxy A23, cái form dáng thiết kế của Galaxy A23 nó sẽ giống với Galaxy A53. Chính xác hơn là nó giống với lại Galaxy đời Galaxy trước là Galaxy A52 hay A72. Chúng ta sẽ có một cái mặt lưng rất bóng bẩy giống như chiếc Galaxy A13. Và đây mình đang có cái màu cam nhiệt huyết luôn này. Và với cái màu này á, thì cả hai chiếc máy đều có cái phần khung viền trùng màu với phần mặt lưng. Và ở phía bên này chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay, một chạm ở bên cạnh hơn của cả hai chiếc máy. Với Galaxy A23 thì chúng ta sẽ có một cái máy với cái kích thước màn hình ở phía trước này là 6.6 inch. Và Galaxy A23 sẽ vẫn sử dụng cái màn hình dạng Infinity V như thế này. Màn hình là độ phân giải Full HD. Và màn hình của Galaxy A23 nó có tần số quét là 90Hz. Đây, nếu như các bạn có theo dõi thì trong khoảng tầm giá này thì Samsung vẫn trang bị cho chiếc Galaxy A23 của mình một cái màn hình với tần số quét 90Hz. Nó sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm vuốt mượt mà hơn. Và nếu như mà mọi người mua chiếc máy này thì mọi người hãy bật 90Hz lên, bởi vì thực tế viên pin 5000 của chiếc máy này đã đủ rất trâu để mọi người có một cái thời lượng pin trâu khi mà sử dụng 90Hz rồi, nên sẽ không lo hết pin đâu. Và màn hình này sẽ có một cái lõm phía dưới này, và Samsung gọi nó là màn hình Infinity V. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái camera selfie 8 megapixel. Và chiếc máy này sẽ vẫn có 3 màu giống như là Galaxy A13, màu đen, màu xanh và màu cam. Và phần mặt lưng của chiếc Galaxy A23 nó hơi khác một xíu, đó chính là nó sẽ làm tới đây, sau đó nó ốp khít vào trong cái phần khung viền. Có nghĩa là phần khung viền cũng được mạ một cái màu giống, nhưng mà nó không kiểu liền lạc từ mặt lưng ra phần khung viền giống như là chiếc Galaxy A13. Đây các bạn có thể thấy là nó là có một cái chi tiết ghép nối với phần khung viền của máy. Và máy sẽ vẫn sử dụng là 2 SIM và một thẻ nhớ riêng biệt. Quay trở lại mặt sau thì ở phía sau này, Samsung Galaxy A23 sử dụng một cái camera sau với độ phân giải là 50MP, hỗ trợ OIS chống rung quang học, và một cái camera góc siêu rộng 5MP, một cái camera macro 2MP và một camera hỗ trợ đa chiều sâu. Và ở đây chúng ta sẽ có đèn flash. Và chiếc Samsung Galaxy A23 này nó sẽ sử dụng con chip Snapdragon 680. Phiên bản mình đang cầm ở đây là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Mức giá của nó sẽ là 5.690.000 đồng. Và nếu như các bạn muốn nâng RAM lên là 6GB thì các bạn sẽ chi thêm khoảng 500.000 nữa cho cái phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Về viên pin thì Galaxy A23 sẽ vẫn sử dụng viên pin là 5000mAh giống như chiếc Galaxy A13. Tuy nhiên điểm khác biệt là Galaxy A23 hỗ trợ sạc nhanh 25W, tương tự như những dòng người Anh của nó là Galaxy A53 hay A73. Với mức giá trên nhau tầm khoảng 1 triệu đồng thì hai chiếc máy này về cơ bản thì nó sẽ khác nhau không quá nhiều ở cái phần thiết kế mặt lưng này. Màn hình sẽ khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên A23 nhỉnh hơn một xíu với tần số quét màn hình là 90Hz, có sạc nhanh 25W, viên pin thì giống nhau 5000mAh. Và điểm khác biệt nữa để các bạn có thể quyết định là chiếc Galaxy A23 thì sử dụng con chip Snapdragon 680, còn với Galaxy A13 thì nó sẽ sử dụng con chip Exynos 850. Về màu sắc, cả hai máy đều có màu sắc tương đồng với nhau cả. Nhìn chung thì khi mà Galaxy A53, A73 và A33 ra mắt thì mình cũng khá là tò mò về hai cái chiếc máy này. Với Galaxy A13 và Galaxy A23 thì Samsung sẽ nhắm đến đối tượng người dùng không cần một cái chiếc máy kiểu quá thiên về cấu hình, mà mọi người cần một cái chiếc máy sử dụng với những cái nhu cầu sử dụng smartphone thông thường, đủ để giải trí, liên lạc với một cái mức giá hợp lý và thương hiệu của Samsung. Và hai chiếc máy này sẽ chính thức lên kệ từ ngày 1 tháng 4. Và hồi nãy giờ mình chia sẻ thì không biết các bạn cảm nhận như thế nào về Galaxy A13 hay là Galaxy A23 thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và các bạn có thể like cũng như là subscribe để ủng hộ kênh của tụi mình để làm thêm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.